Hơn 50 thanh niên được xác định là dương tính với ma túy khi đang bay lắc tại một quán bar ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sự việc xảy ra vào đêm qua. Thời điểm kiểm tra, quán bar có tên là LV Club, lực lượng công an đã phát hiện gần 200 người đang bay lắc. Trong các phòng thì thu giữ nhiều gói ma túy đá, nhiều gói tinh thể màu xanh nghi là ma túy. Khi lực lượng công an đột kích, các đối tượng nhanh chóng quẳng các gói thuốc này xuống sàn nhà, gầm ghế. Nhiều đối tượng bỏ chạy xong đã bị bắt giữ. Trong đó, những người dương tính với ma túy thì có cả bảo vệ và nhân viên của quán. Mua ma túy vào chơi. Sáu anh em chơi xong bàn kế bên. Cũng thấy bông có cười nhiều rồi. Lực lượng công an vô ập vô bắt. Chúng tôi là phát hiện là trên 10 bàn có rất đông người sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên bàn và dưới sàn gần 10 gói ma túy.